Đào Bi bằng Node đã nâng lên một tầm cao mới khi B-Network đạt 100 triệu người dùng. Chào bạn, chào các Pioneer. Trong video ngày hôm nay, B-Network Daily sẽ cùng bạn khám phá một sản phẩm chạy máy Node hoàn toàn mới dành cho Pi. Máy tính này được các pháp sư của Trung Hoa vừa cho ra đời cách đây không lâu. Trong bối cảnh mạng lưới Pi đã ghi nhận lượng tài khoản lên đến con số 100 triệu, trong số đó có thể đã có 50 triệu người dùng, thì việc chạy một máy Node được cộng đồng quan tâm rất nhiều. Chính vì thế mà cuộc đua sản xuất máy Node có thể sẽ bắt đầu từ đây, giống như lịch sử đào Bitcoin đã chứng minh cho quan điểm này. Nào các Pioneer, hãy cùng chúng tôi cập nhật những xu thế công nghệ mới nhất nhằm phục vụ cho mạng lưới B-Network trong video ngày hôm nay. Phần 1. Mạng lưới chính thức chạm 100 triệu người dùng. Theo một thông tin mới nhất cho biết, mạng lưới B-Network đã tăng trưởng rất mạnh và chạm ngưỡng 100 triệu tài khoản trên mạng. Như vậy là chỉ trong vòng 5 tháng ngắn ngủi, tính từ ngày 14 tháng 3 năm nay, Pi đã nhân đôi số lượng người dùng của mình từ 47 triệu lên 100 triệu. Trong số đó đã có khoảng 50 triệu tài khoản được xác minh là của người thật, tức là khả năng loại bỏ các tài khoản ảo, các tài khoản đã được xác minh số điện thoại, thì 50% lượng người dùng hiện nay có thể là người dùng thật trên mạng lưới. Tuy nhiên, con số đã vượt qua KYC chính thức thì chưa được xác nhận từ Picotim. Mặc dù vậy, 50 triệu Pioneer là một con số rất ấn tượng đối với một mạng lưới blockchain layer 1 như Pi. Nếu Mainnet thành công, dự án sẽ là một trong những nền tảng đứng đầu trong ngành về lượng người dùng thực tế. Phần 2. Máy Node đã bắt đầu nâng lên một tầm cao mới. Ngoài sự kiện đạt 100 triệu người dùng, thì những ngày gần đây, một sản phẩm máy tính vừa được cho ra đời ở Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của cộng đồng Pioneer. Đó chính là máy tính được thiết kế chuyên để chạy Pi Node. Theo thiết kế thì máy tính này không cần màn hình rời. Thùng máy được lắp đặt bao gồm cả màn hình hiển thị ngay trên thùng và cả phần mềm bên trong cũng được cài đặt sẵn để tối ưu cho việc chạy Node Pi. Hiện sản phẩm này vẫn còn ở thị trường nội địa Trung Quốc. Tuy nhiên, chắc chắn trong tương lai không xa, chiếc máy tính này sẽ được phân phối về tới Việt Nam. Như vậy, cuộc chiến về các thiết bị dành cho Node Pi đã chính thức bắt đầu. Quá trình này cũng khá giống với Bitcoin ngày xưa, khi mà bất kỳ máy tính nào cũng có thể chạy được phần mềm đào Bitcoin, cho đến khi cuộc đua đã cho ra đời những chiếc máy rất đặc thù, và đỉnh điểm là những dòng Pacman Antminer lên tới cả tỷ đồng một chiếc. Nó cũng không cần tới màn hình nữa, chỉ cần ghim điện và kết nối mạng là đào. Có thể các nhà sản xuất cũng sẽ nối gót theo cuộc chiến tối ưu hóa thiết bị đào trên mạng Bitcoin. Phần 3. Cơ hội nào cho Node và Supernode trên Pi? Ngoài cơ chế đào trên điện thoại, Pi cũng có thể chạy trên máy tính bàn hoặc laptop. Người dùng có thể đầu tư thêm phần cứng để đào Pi, với tỷ lệ tốt hơn trên điện thoại. Hiện nay, Việt Nam của chúng ta đang nằm trong top các quốc gia có số lượng máy Node chạy Pi đứng đầu trên thế giới. Theo Whitepaper, Node trong mạng lưới của Pi chỉ đảm nhận vai trò xác nhận giao dịch là chính để có thể tham gia vào cơ chế đồng thuận, cột sống chính của một blockchain, thì yêu cầu các Node này phải trở thành Supernode. Các Supernode chỉ được xác nhận và lựa chọn bởi chính Core Team với tiêu chí lựa chọn khắt khe như yêu cầu về cấu hình phần cứng của Supernode, chất lượng đường truyền Internet, khả năng hoạt động liên tục 24/24. Hiện nay, các máy Node đang tham gia vào mạng lưới blockchain Pi vẫn ở trạng thái testnet và Picotim sắp tới sẽ chọn ra các máy Node của Pioneer để đưa vào mainnet khi dự án mở mainnet 100%. Như vậy là cơ hội sẽ dành cho tất cả mọi người đã tham gia vào chạy Node trong thời gian vừa qua. Nếu đạt được các tiêu chí do Picotim đề ra, khả năng Pioneer được chọn là Node trên mainnet rất cao. Tuy nhiên, để có thể trở thành Supernode thì không phải ai cũng có thể đạt được, vì các tiêu chí sẽ khác biệt hơn hẳn. Như vậy là chúng ta vừa update các diễn biến mới nhất của mạng lưới B-Network trong video ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các Pioneer đã theo dõi đến cuối video. Bạn có đang ấp ủ ý định mua máy Node về để đào Pi? Hãy để lại bình luận của mình ngay bên dưới để thảo luận cùng chúng tôi. Triple FN rất vui khi cùng các bạn đồng hành và khám phá B-Network trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn cộng đồng đã tin tưởng và ủng hộ kênh. Đừng quên để lại ngay một like và subscribe kênh để nhận được các thông báo mới nhất về mạng lưới B-Network. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chuyên mục tiếp theo.